Xã Bình Minh là một trong 12 xã đầu tiên của tỉnh sớm về đích xây dựng nông thôn mới và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua năm 2014, là một trong 3 xã của huyện Khoái Châu được công nhận danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Nối tiếp niềm vui, niềm tự hào ấy, Bình Minh đề ra mục tiêu hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022. Năm 1996, thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh là thôn được công nhận làng văn hóa đầu tiên của huyện Khoái Châu. Nơi đây, bao năm nay, nổi lên như một thủ phủ, cung cấp các loại dược liệu làm thuốc bắc, thuốc nam lớn nhất nhì cả nước. Tuy vậy, cùng với sản xuất chế biến dược liệu phát triển, thì vấn đề ô nhiễm môi trường cũng xuất hiện. Vì vậy, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thôn đã tập trung cải tạo ao hồ, xử lý chất thải và có các thiết chế để bảo vệ môi trường. Vì vậy, đến nay, môi trường cảnh quan ở đây đã được cải thiện với làng quê chủ phú, trong lành, góp phần cùng với xã Bình Minh sớm trở thành xã nông thôn mới của tỉnh. Sau khi về đích xây dựng nông thôn mới, xã Bình Minh đã tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Các chi bộ thôn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Làng Thiết Trụ chúng tôi là tiếp tục vận động nhân dân làm thế nào thực hiện tốt những cái điểm mà còn tồn tại để nâng cao cái chất lượng nông thôn mới. Đáng chú ý, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Bình Minh đã vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chuyển đổi các mô hình vườn cây ăn quả như bưởi diễn, cam, quất cảnh, nhãn. Năm 2021, giá trị thu trên một hectare canh tác 230 triệu đồng một hectare một năm, thu nhập bình quân đầu người 73 triệu đồng một người một năm. 100% đường làng ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa, 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế. 100% các hộ gia đình trong thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, các thôn có mô hình bảo vệ môi trường thu hút được sự tham gia của cả cộng đồng. Trong thời gian tới để mà đạt được nông thôn mới kiểu mẫu thì Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân chúng tôi cũng đã triển khai đến các ban ngành đoàn thể và tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện tốt các cái tiêu chí để đạt được nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài cái việc phát triển kinh tế xã hội ra thì chúng tôi cũng tiếp tục những cái tiêu chí còn chưa đạt ở nông thôn mới nâng cao. Chặng đường về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Bình Minh vẫn còn ở phía trước, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới trong thời gian qua, đồng thời biết cách tận dụng các lợi thế tiềm năng với những cách làm sáng tạo, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, khơi dậy sức mạnh nội sinh từ khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thành công nâng cao chất lượng các tiêu chí để Bình Minh sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.